Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần tích phân của bài học trước. Bài học trước chúng ta có giới thiệu về cái định nghĩa của tích phân. Và thông qua cái định nghĩa đó, thầy có trình bày cho các em một ví dụ tính một cái tích phân bằng định nghĩa. Hôm nay thầy muốn giới thiệu thêm cho các em hai cái ví dụ về định nghĩa của tích phân, dùng nó để chúng ta tính một cái tích phân như thế nào. Tiếp sau đó thì chúng ta có một số những cái ứng dụng khác của cái tích phân mà thầy sẽ trình bày thêm cho các em trong buổi học ngày hôm nay. Thế hôm nay thì chúng ta tiếp tục một cái ví dụ nữa mà thầy đánh số, nó là ví dụ số 2 để tính cái tích phân bằng định nghĩa. Đó là tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến 1 của a mũ x dx với điều kiện a của chúng ta dương. Thế thì bài học trước thì chúng ta có một cái định lý là nếu hàm số f của chúng ta liên tục trên đoạn AB thì khi đó f của chúng ta sẽ khả tích trên cái đoạn đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy cái hàm số của chúng ta a mũ x rõ ràng nó liên tục trên cái đoạn 0,1 là cái đoạn mà chúng ta đang lấy tích phân ở đây. Cho nên nó khả tích trên cái đoạn đó, tức là trên cái đoạn 0,1. Rồi, như vậy thì rõ ràng nó khả tích, cho nên cái việc mà chúng ta chọn cái pháp phân hoạch thoải mái được, không cần phải chọn tùy ý, chúng ta sẽ chọn một cách đặc biệt nào đó và chọn luôn cả cái cách thức chọn điểm CI cũng đặc biệt luôn, chúng ta không cần chọn tùy ý. Bởi vì trong định nghĩa của tích phân đó, thì chúng ta phải phân hoạch cái đoạn 0,1 một cách tùy ý, rồi trên mỗi cái đoạn XY trừ 1 đến XY chúng ta cũng chọn cái điểm CI cũng tùy ý. Nhưng do ở đây cái hàm của chúng ta nó liên tục cho nên nó khả tích. Nó khả tích có nghĩa là cái lim của Sn khi n là tiến ra vô cực nó tồn tại. Chính vì nó tồn tại đó cho nên chúng ta có thể chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt hoặc là một cái CI đặc biệt nào đó trong từng đoạn. Thế thì ở bài học trước thì thầy cũng có nói chuyện với các em là thường thì chúng ta phân hoạch cái đoạn AB nó đều. Rồi cái điểm CI chúng ta có thể chọn nó ở đầu của những cái đoạn, đầu bên trái hoặc đầu bên phải. Và hoặc là CI chúng ta có thể chọn là trung điểm, là trung bình cộng, hoặc ta chọn CI nó là trung bình nhân của cái hai điểm XY trừ 1 và XY. Thế thì ở đây chúng ta xem thử cái đối với bài toán này chúng ta sẽ chọn cái phép phân hoạch nào nó lợi nhất. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái phép phân hoạch đều trên đoạn 0,1. Và CI thầy chọn là cái nhánh bên trái, tức là trên mỗi đoạn XY trừ 1, XY ta chọn CI là cái đầu của cái đoạn bên trái, tức là XY trừ 1. Ta chia đoạn 0,1 thành N là đoạn bằng nhau, như vậy thì cái độ dài của đoạn 0,1 nó dài bằng 1. Như vậy thì mỗi một đoạn nhỏ ta chia nó bằng 1 chia N. Do thế mà cái đoạn 0,1 ta chia bởi những cái điểm chia như sau. Thầy giới thiệu ra cho các em thấy cho nó rõ. Đó là đầu tiên x0 nó bằng 0. Vậy thì x1 của chúng ta nó tăng thêm một đoạn 1 trên n. Rồi tiếp tục như vậy x2 của chúng ta 1 trên n ta cộng thêm cho một cái đoạn bằng nó nữa 1 trên n nữa là hai lần của cái đoạn 1 trên n. Vân vân cho đến cái đoạn xn thì nó bằng n lần cái đoạn 1 trên n. Và đây nó cũng chính là bằng 1, nó phù hợp với lại cái đoạn 0,1 của chúng ta. Đó. Đây là cái hình thức, cái đây là cái sơ đồ để chúng ta thấy rằng khi chúng ta chia cái đoạn 0,1 thành n là đoạn bằng nhau bởi những cái điểm chia như thế này. Và lúc này thì chúng ta đi tính delta xy, tức là bằng xy trừ cho xy trừ 1. Tức là những cái đoạn bằng nhau thì đương nhiên nó bằng 1 trên n là rồi. Đúng chưa nào? Và chúng ta còn phải tính thêm một đại lượng nữa, đó là f của CI. Thế FCI, CI ta chọn là XY trừ 1. Như vậy thì FCI nó chính là F của XY trừ 1. Mà F của chúng ta thì nó là A mũ X. Cho nên nó sẽ bằng A mũ XY trừ 1. Thế ở đây các em để ý thấy này. X2 đó thì nó bằng 2 chia N này. X1 nó bằng 1 chia N này. Xn bằng N chia N. Như vậy thì XY trừ 1 sẽ là y trừ 1 chia n. Thầy bôi cái xy trừ 1 này, chúng ta thay nó bằng y trừ 1 chia n.
Như vậy thì lúc này cái tổng tích phân Sn là của chúng ta, nó là sigma của delta Xi nhân cho F của Ci, với Y của chúng ta đi từ 1 cho đến N. Bây giờ ta thấy rằng cái delta Xi của chúng ta nó là hằng số, nó không phụ thuộc vào cái chỉ số Y, nó là 1 trên N. Cho nên ta đưa cái 1 trên N này ra ngoài cái dấu sigma. Vậy thì ở đây chúng ta còn lại sigma Y đi từ 1 đến N. FCE của chúng ta vừa mới tính ra ở đây, nó chính là A mũ Y trừ 1 chia N. Thế bây giờ thầy sẽ tương tự phá cái tổng này ra cho chúng ta thấy cho nó dễ. Thế như vậy thì nó bằng 1 trên N chúng ta viết lại. Ở trong này chúng ta còn lại cái gì nào? Đầu tiên chúng ta xét với Y bằng 1. Y bằng 1 thay vào đây thì các em được cái mũ này của chúng ta bằng 0. A mũ 0 ta biết nó bằng 1 rồi. Thế rồi cộng tiếp cho ứng với giá trị Y bằng 2. Y bằng 2 thì ở đây nhé, 2 trừ 1 là 1, 1 chia N. Như vậy ở đây sẽ là A mũ 1 chia N. Tiếp tục cộng cho với Y bằng 3 thì 3 trừ 1 là 2, 2 chia N tức là A mũ 2 chia N. Vân vân cho đến sau cùng ứng với lại Y bằng N, ta thế N vào đây thì ta có được là N trừ 1 chia N, cái mũ của nó nằm như vậy. Thế bây giờ thì các em quan sát cho thầy cái tổng ở trong cái ngoặc này. Chúng ta thấy cái số hạng đầu của chúng ta là 1. Số hạng tiếp theo của chúng ta là A mũ 1 chia N. Số hạng tiếp theo là A mũ 2 chia N. Và tất cả những cái số hạng này thì các em để ý, cái số hạng sau nó bằng cái số hạng trước nhân cho A mũ 1 trên N. Ví dụ ở đây, A mũ 2 chia N rõ ràng nó bằng A mũ 1 trên N là đằng số đằng trước, nhân tiếp cho A mũ 1 trên N. Như vậy thì chúng ta để ý như thế này, ở trong cái ngoặc của chúng ta ở đây nó chính là tổng của một cấp số nhân, tổng của các số hạng của cấp số nhân. Số nhân này của chúng ta có được cái số hạng đầu tiên là U1 bằng 1. Các em thấy ha. Rồi còn công bội của nó là Q, nó bằng cái gì? Vừa rồi thầy nói số sau bằng số trước nhân thêm cho A mũ 1 chia N. Như vậy thì Q của chúng ta bằng gì? A mũ 1 chia N. Và khi đó thì ở đây chúng ta thấy có tổng cộng là N số hạng, thì tổng của N số hạng của cấp số nhân được tính bằng công thức S bằng U1 nhân cho Q lũy thừa N trừ 1, tất cả chia cho Q trừ 1. Chúng ta áp dụng công thức này để tính cái tổng này nhé. Như vậy thì bằng 1 trên N là chúng ta viết lại. Vậy thì tử số của chúng ta là gì? U1 của chúng ta là 1 đây, thầy chép lại. Thế rồi nhân tiếp cho Q lũy thừa N với Q bằng A lũy thừa 1 trên N, tất cả lũy thừa N nữa thì ở đây chúng ta thấy chỉ còn lại là A thôi. Vậy chỗ này là A. Rồi trừ 1 chúng ta viết lại ở đây, chia cho mẫu số của chúng ta Q là A mũ 1 chia N rồi trừ 1. Thì đây chúng ta ghi nhớ cho thầy, cái Sn nó bằng 1 trên N nhân A trừ 1 tất cả chia cho A mũ 1 trên N là trừ 1. Để chúng ta qua trang mới các em nhé. Đây chúng ta có được cái Sn, cái tổng tích phân Sn của chúng ta đây. Như vậy thì ở đây chúng ta biến đổi tiếp theo như thế này để thuận lợi trong cái việc đi tìm giới hạn của Sn khi n là tiến ra vô cực. Thì ta viết lại như thế này, nó bằng mẫu số của tử số của chúng ta đó là A trừ 1. Thế rồi mẫu số của chúng ta là A mũ 1 trên N trừ 1. Còn riêng cái 1 trên N này thầy đưa nó xuống đây để làm chi vậy? Để chúng ta thấy rằng cái mẫu số này này, khi N này của chúng ta này nó tiến ra cộng vô cực thì ở đây A mũ 1 trên N trừ 1 chia 1 trên N, cái giới hạn này chúng ta đã có dịp làm quen ở trong cái phần giới hạn rồi. Ta biết rằng cái giới hạn này nó sẽ tiến tới lớp Nebel của A. Cho nên ở đây chúng ta suy ra được cái tích phân Y của chúng ta đó. Y là tích phân từ 0 đến 1 của A mũ X dx đó. Nó sẽ là lim của Sn khi N tiến ra cộng vô cực. Rồi bây giờ ở đây trên tử của chúng ta này, nó là A trừ 1. Dưới mẫu khi N là tiến ra vô cực, thầy mới nói xong hồi nãy, nó chính là cái gì ở chỗ này? Nó chính là lớp Nebel của A.
Ở đây nó chính là cái giá trị của cái tích phân mà chúng ta cần tính. Như vậy thì thầy vừa mới giải quyết xong cho các em ví dụ số 2. Thế thì thầy muốn tổng kết lại cho các em một chút về cái cách đi tính tích phân bằng định nghĩa như thế này. Trước hết chúng ta đi chọn một cái phép phân hoạch. Và trước khi chọn phân hoạch thì có lẽ như thế này, chúng ta xem cái hàm số f của chúng ta có khả tích hay không. Thường thì cái dấu hiệu để cho biết nó khả tích đó là tính chất liên tục. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt là từ trên mỗi cái đoạn tiếp theo đó, là trên mỗi cái đoạn xi trừ 1 cho đến xi, chúng ta đi chọn một cái điểm CI. Cái điểm CI đó chúng ta có thể chọn cụm đặc biệt, hoặc ở đầu mép bên trái, hoặc đầu mép bên phải, hoặc là trung bình cộng, hoặc là trung bình nhân. Sau khi chúng ta đã chọn một cái CI rồi thì chúng ta lại đi tính tiếp cái delta XI. Chúng ta đi tính tiếp cái F của CI. Và sau đó chúng ta đi lập cái tổng tích phân SN bằng sigma của delta XI nhân cho F CI với y đi từ 1 đến n. Rồi chúng ta đi tìm lim của SN khi n tiến ra cộng vô cực. Thì cái giá trị giới hạn đó nó chính là cái giá trị của cái tích phân mà chúng ta cần tính. Để minh họa thêm một lần nữa cái điều mà thầy mới trình bày cho các em, để chúng ta theo dõi tiếp một cái ví dụ nữa cũng liên quan đến việc tính một cái tích phân bằng định nghĩa như sau. Đó là thầy cho tính cái tích phân từ A đến B của 1 chia cho x bình phương dx, với điều kiện là A và B đều dương và A bé hơn B. Thế bây giờ đối với bài toán này chúng ta thấy cái hàm số f của chúng ta bằng 1 chia x bình, nó là hàm liên tục trên đoạn AB. Rõ ràng nó không bị lủng. X này của chúng ta không bằng 0 bởi vì A giả thiết cho dương rồi. Cho nên là chúng ta có thể chọn một cái phép phân hoạch đặc biệt. Nhưng đối với bài toán này thầy lại không chọn đặc biệt mà thầy chọn một cách tùy ý cũng được nữa. Thầy chọn một cách tùy ý bằng các cái điểm bắt đầu từ A cho đến B, x0, x1, x2, xn. Như vậy thì đối với bài toán này thầy không cần chọn. Một lát nữa đây thì các em sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao thầy không cần chọn một cái phép phân hoạch đều như vừa rồi, mà thầy chọn tùy ý cũng được. Thế nhưng mà ở đây trên mỗi đoạn xi trừ 1 đến xi, thầy lại đi chọn cái điểm CI đặc biệt, đó là trung bình nhân của hai số xi trừ 1 và xi, nghĩa là nó là căn bậc 2 của xi trừ 1 nhân cho xi. Thế thì tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái trung bình cộng này, là bởi vì chúng ta thấy cái hàm f của mình nó là trung bình nhân, bởi vì ta thấy rằng hàm f của chúng ta nó là 1 chia x bình. X bình cho nên khi mà thầy thay vào thì cái căn này nó mất. Nó cho ta được một cái biểu thức khá đẹp. Như vậy CE của chúng ta như thế này rồi. Như vậy thì lúc này ta đi tính cái tổng tích phân SN là nhân. Nó là sigma của delta XE nhân cho F của CE với Y của chúng ta đi từ 1 cho đến N. Thế bây giờ nó bằng tiếp này. Sigma Y đi từ 1 đến N. Delta XE thì nó là hiệu số của XE trừ cho XE trừ 1. Thế còn bây giờ FCE vừa rồi thầy có nói, chúng ta chọn CI là trung bình nhân để thay vào chỗ này. Thì chỗ này của chúng ta bình phương nó mất căn đi rồi, vẫn nằm ở dưới mẫu số. Như vậy thì FCE của chúng ta là 1 chia cho XI trừ 1 nhân XI, rồi nhân cho cái hiệu số này nữa. Như vậy thì cái tích số XI trừ 1 nhân XI này nó nằm ở dưới mẫu của chúng ta ở đây. Rồi bây giờ chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là đi tính tổng này. Tính cái tổng này theo y nó đi từ 1 đến n là như thế nào, để chúng ta còn đi tìm lim của Sn này nữa. Thế bây giờ chúng ta xem nhé. Thầy viết lại cái sigma y đi từ 1 đến n. Thế bây giờ thầy tách ra. Tách ra như sau các em. Xi chia cho xi trừ 1 nhân xi. Xi đơn giản đi hết. Như vậy ở đây chúng ta còn lại là 1 chia cho xi trừ 1. Thế rồi dấu trừ ở đây chúng ta viết lại. Một cách tương tự chúng ta tách ra được xi trừ 1 đơn giản hết, còn lại ở đây 1 chia xi. Rồi bây giờ thầy sẽ cho cái y nó chạy. Như vậy thì y bắt đầu chạy từ 1 nhé.
Thì ở đây chúng ta sẽ còn lại ở đây là 1 chia x0. Rồi ở đây dấu trừ với y bằng 1 thì ở đây là trừ 1 chia cho x1. Đây là y bằng 1. Tiếp theo ta chọn y bằng 2. Y bằng 2 thì ở đây ta có được là 1 chia cho x1, bởi vì 2 trừ 1 là 1 mà. Rồi trừ cho với y bằng 2 thì ta có ở đây là 1 chia x2. Thầy làm thêm một cái y bằng 3 cho các em thấy. Với y bằng 3 thì ở đây 3 trừ 1 còn 2, như vậy đây có là 1 chia cho x2. Rồi trừ cho ứng với y bằng 3 đó, thì ở đây là 1 chia x3. Và vân vân cho đến cái số mà thầy chọn đó là n. Nếu mà y bằng n thì ở đây nó sẽ là 1 chia cho xn trừ 1 trừ cho 1 chia cho xn. Thế thì ở đây chúng ta thấy cái quy luật của nó khá đẹp ở chỗ này. Nó đơn giản được cho từng cặp các em. Trừ xy trừ 1 chia x1 cộng 1 chia x1 chúng ta đơn giản được chỗ này. Rồi trừ 1 chia x2 cộng 1 chia x2 các em cũng đơn giản được chỗ này. Thế một cách tương tự như vậy thì trừ 1 chia x mũ 3 đằng sau nó sẽ có 1 chia x mũ 3 và chúng ta cũng đơn giản được chỗ này. Thế rồi 1 chia xn trừ 1 đằng trước của nó sẽ có trừ 1 chia xn trừ 1 và chúng ta cũng đơn giản được luôn chỗ này. À, như vậy thì nó chỉ còn lại là cái gì thôi? 1 chia x0 mà x0 của chúng ta bằng mấy nào? Bằng a. Như vậy chỗ này của chúng ta là 1 chia a. Rồi trừ cho xn của chúng ta là b. Như vậy chỗ này chúng ta còn lại là 1 chia b. Mà ở đây 1 trên a và 1 trên b là hằng số. Nó không phụ thuộc vào cái biến n này của chúng ta. Do vậy mà cái tích phân y của chúng ta đó, nó sẽ bằng lim của Sn khi n tiến đến cộng vô cực. Nhưng mà ở đây nó không phụ thuộc vào n, cho nên nó cũng chính là bằng 1 chia a trừ cho 1 chia b. Và đây chính là cái giá trị của cái tích phân mà chúng ta cần phải tính. À, vậy thì ví dụ số 3 thầy cũng vừa mới chấm dứt xong cho các em. Và thông qua ba cái ví dụ thầy tính tích phân bằng định nghĩa thì thầy hy vọng rằng các em nắm được cái định nghĩa của cái tích phân. À, ở đây thì thầy giới thiệu qua cho các em thấy được cái định nghĩa của tích phân thôi. Chứ còn thông thường thì chúng ta đi tính một cái tích phân bằng cái công thức Newton-Leibniz thì nó tốt hơn nhiều. À, trong đó nó có những cái phương pháp đưa về tổng hiệu các nguyên hàm cơ bản, hoặc là chúng ta có thể dùng phương pháp tích phân từng phần, hoặc chúng ta có thể dùng cái phương pháp đột biến số. Tất cả những cái phương pháp đó, tất cả những cái kỹ năng tính toán của một cái tích phân thì chúng ta đã được học ở chương trình phổ thông. Thì ở đây thì thôi thầy cũng không có giới thiệu thêm cho các em. Thầy chỉ nói thêm cho các em một số những cái tính chất của tích phân mà chúng ta chưa có được tiếp cận ở chương trình phổ thông thôi. Thế bây giờ thì chúng ta qua một cái ứng dụng khác của cái tích phân, đó là chúng ta đi tính đạo hàm dưới cái dấu tích phân nó như thế nào bằng cách chúng ta theo dõi một cái định lý sau đây các em. Đó là chúng ta có cái điều kiện cả tích trước rồi các em nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn những cái đó sau. Thế thì vừa rồi chúng ta có nói với nhau một chuyện như thế này nè, đó là nếu mà f của chúng ta liên tục thì đương nhiên nó khả tích. Nhưng mà bây giờ thì nếu nó khả tích thì nó như thế nào? Và chúng ta theo dõi chỗ này một tí. Thế thì nếu f của chúng ta khả tích trên đoạn AB thì khi đó f của chúng ta sẽ bị chặn trên cái đoạn đó. Và nếu mà f của chúng ta liên tục trên đoạn AB thì f khả tích cũng trên cái đoạn đó. Cái điều này chúng ta cũng vừa mới nói ở đầu giờ. Như vậy thì qua hai cái định lý này thì chúng ta lưu ý cho thầy một điều sau đây. Thứ nhất là nếu f khả tích trên đoạn AB thì f bị chặn trên đoạn đó. Như vậy thì ngược lại, mệnh đề nghịch đảo của nó. Thế vậy thì nếu mà f không bị chặn trên đoạn AB thì dứt khoát f của chúng ta sẽ không thể khả tích trên cái đoạn AB được. Nhưng mà một vấn đề đặt ra như thế này. Vậy thì nếu mà f bị chặn trên đoạn AB thì f có khả tích trên đoạn AB không? Thì chúng ta quan sát lại cái định lý chúng ta.
Định lý này chúng ta chỉ có một chiều thôi, thì mà. Tức là f khả tích thì đương nhiên nó bị chặn, nhưng ngược lại f bị chặn thì chưa chắc nó đã khả tích trên đoạn AB. Do vậy mà chúng ta có một cái nhận xét là nếu f bị chặn thì chưa chắc f đã khả tích trên cái đoạn AB đó. Là hai cái nhận xét này giúp cho chúng ta nhận biết được cái sự khả tích của một cái hàm nào đó trên một đoạn nào đó. Thế bây giờ chúng ta theo dõi một cái ví dụ sau đây có thể cho như thế nào. Chẳng hạn xét sự khả tích của hàm số fx bằng 1 chia x khi x của chúng ta thuộc vào cái nửa khoảng từ 0 đến 1 và bằng 0 khi x bằng 0. Thế thì bây giờ chúng ta nhận xét một cái điều sau đây. Đó là lim của fx khi x tiến tới 0 cộng, tức là tiến về bên tay phải của số 0. Tức là nó, cái x này của chúng ta nó thuộc vào cái nửa khoảng 0, 1 đó. Thì nó sẽ là khi x tiến tới 0, 1 thì nó lấy cái biểu thức ở trên, đó là 1 chia x. Như vậy thì ta thấy rằng nó sẽ bằng cộng vô cực ngay. Khi tiến đến 0 thì rõ ràng 1 chia cho 0 nó ra vô cực rồi. Mà vậy thì lim khi x tiến đến 0 cộng của f mà ra cộng vô cực thì rõ ràng f của chúng ta không bị chặn trên cái đoạn từ 0 đến 1. Mà vừa rồi chúng ta mới bảo với nhau rằng nếu f mà không bị chặn trên đoạn từ 0 đến 1 thì ta kết luận được ngay hàm f của chúng ta không khả tích trên đoạn từ 0 đến 1. Rất dễ dàng, các em thấy nhé. Như vậy thì đây là một cái dấu hiệu rất nhanh để chúng ta xem coi hàm của chúng ta có khả tích hay không. Tức là nếu mà cái hàm của chúng ta nó bị có một cái điểm nào đó mà cái giới hạn của nó ra vô cực thì đương nhiên nó không bị chặn, mà thì đương nhiên là nó cũng không khả tích thôi. Bây giờ ta xem tiếp một cái ví dụ nữa nhé. Thầy cho chẳng hạn như xét sự khả tích của cái hàm sau đây này. Fx bằng 1 khi x của chúng ta là số hữu tỉ thuộc vào cái đoạn 0,1. Tức là trong cái đoạn 0,1 này những số hữu tỉ thì cái giá trị của hàm của chúng ta nó bằng 1. Và nó bằng 0 khi x của chúng ta là số vô tỉ và thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1. Đây là dấu thuộc nữa nhé. Thế thì chúng ta xem thử này. Hàm số f của chúng ta nó chỉ lấy hai cái giá trị 1, 0 hoặc 0, 1 thôi. Thì đương nhiên f của chúng ta rõ ràng là hàm số bị chặn trên cái đoạn từ 0 đến 1. Vậy thì bây giờ ta xem thử coi f bị chặn trên đoạn 0, 1 rồi. Thì f của chúng ta có khả tích trên đoạn 0, 1 không? Thì cái câu trả lời vừa rồi của chúng ta đó là điều đó chưa chắc. Bây giờ ta xem thử coi nó như thế nào nhé. Thế bây giờ thầy sẽ làm như thế này. Ta chia cái đoạn 0,1 bởi một cái phép phân hoạch đều. Tức là chia đều cái đoạn 0,1 này ra thành n là đoạn bằng nhau. Thế thì lúc này ta chia bởi những cái đoạn này nhé, chia đều cho nó dễ thấy thôi. Và trên mỗi cái đoạn xy trừ 1 đến xy, trên mỗi cái đoạn phân hoạch này, mỗi cái đoạn nhỏ này, thế thì nếu mà chúng ta chọn cái CI của chúng ta nó là cái số hữu tỉ, điều này luôn luôn ta làm được. Trên bất kỳ một cái đoạn nào đó, dù dài dù ngắn, bao giờ cũng tồn tại ở trong đó chi chít những số vô tỉ và những số hữu tỉ. Và trên cái đoạn từ xy trừ 1 đến xy, thầy chọn CI là số hữu tỉ. Mà nếu CI là số hữu tỉ thì ta có f của CI nó sẽ bằng 1 theo giả thiết cho. Do vậy mà cái tổng tích phân SN của chúng ta nó chính là bằng sigma của delta XY nhân cho F của CY với Y đi từ 1 đến N. Thế bây giờ thì các em theo dõi Y đi từ 0 đến N hợp lý hơn, thầy viết ở đề số 0 nữa nhé. Rồi như vậy thì chúng ta thấy như thế này. Chúng ta có, xin lỗi, Y đi từ 1 bởi delta X1 nó là XY, đúng rồi nhé. Thế thì bây giờ chúng ta để ý là F của CI nó bằng 1 rồi. Như vậy thì nó chỉ còn lại ở đây là sigma Y đi từ 1 đến N của delta XY thôi. Tức là ta cộng tất cả các cái đoạn delta XY mà ta phân hoạch từ 0 đến 1. Cộng tất cả những cái đoạn mà chúng ta phân hoạch từ 0 đến 1 thì nó chính là độ dài của cái đoạn 0,1. Mà độ dài của đoạn 0,1 thì ta biết nó bằng 1. Như vậy thì cái tổng tích phân này của chúng ta nó bằng 1.
Do thế mà chúng ta suy ra được lim của Sn khi n tiến ra cộng vô cực nó cũng bằng 1. Các em thấy chưa nào? Bây giờ nếu mà cũng ở trong cái đoạn xi trừ 1 đến xi, bây giờ thầy sẽ đi chọn cái số ci là vô tỉ. Vừa rồi thầy nói cái việc này chọn được không? Được. Bởi vì trong một đoạn như thế này có chi chít vô số những cái số hữu tỉ và vô tỉ. Bây giờ chúng ta chọn ci là số vô tỉ trên cái đoạn xi trừ 1 đến xi. Thế thì theo định nghĩa, theo cái giả thiết cho chúng ta, thế thì lúc này cái FCE của chúng ta lúc này nó phải bằng 0. Mà FCE bằng 0 cho nên cái tổng tích phân SN là sigma của delta XE nhân cho FCE với Y đi từ 1 đến N của chúng ta. Rồi thế thì FCE này nó bằng 0 rồi thì nhân delta XE của đây, cả cái số này của chúng ta bằng 0. Như vậy cái tổng của nó cũng bằng 0. Do vậy mà chúng ta kéo theo được là lim của SN khi N tiến đến vô cực bằng 0. À, như vậy thì ta quan sát. Ở trên ta có được cái giới hạn của SN khi N tiến ra cộng vô cực bằng 1. Ở dưới nó lại bằng 0. Hai số này của chúng ta khác nhau với cái cách chọn CI của chúng ta như thế này. À, cho nên ta kết luận được rằng cái giới hạn của SN khi N tiến ra cộng vô cực của chúng ta là không tồn tại. Mà giới hạn này của chúng ta không tồn tại thì theo định nghĩa của tích phân chúng ta cũng kết luận được luôn cái tích phân F của chúng ta đó cũng không khả tích trên cái đoạn từ 0 đến 1. À, như vậy thì qua cái ví dụ số 2 là chúng ta thấy được điều gì nè? Hàm số F của chúng ta có khả năng bị chặn trên đoạn AB nhưng chưa chắc hàm số của chúng ta đã khả tích trên cái đoạn. Chưa chắc thôi chứ không phải luôn luôn không khả tích các em nhé. Nhưng mà F mà không bị chặn thì chắc chắn là không khả tích rồi. Thế bây giờ còn một cái dấu hiệu nữa mà chúng ta cũng thường sử dụng để nhìn vào một cái hàm số F xem thử nó có khả tích hay không, đó là cái dấu hiệu F liên tục. Rồi chúng ta quan sát một cái ví dụ số 3, thầy cũng đề nghị chúng ta đi xét cái tính khả tích của một cái hàm trên cái đoạn nào đó. Đó là cái hàm thầy cho F được định bởi fx bằng 0 khi x bằng 0 hoặc là bằng trừ 1 khi x bằng 1 hoặc là bằng x log neighbor của x tất cả chia cho 1 trừ x khi x trong khoảng từ 0 đến 1. Thế bây giờ chúng ta để ý một chút. Cái hàm số f của chúng ta nó là x log neighbor x chia 1 trừ x. Cái hàm này của chúng ta nó là hàm số sơ cấp. Cho nên nó sẽ liên tục trên mọi khoảng mà nó xác định. Nghĩa là nó liên tục trên cái khoảng từ 0 đến 1. Hàm F của chúng ta nó liên tục trên khoảng từ 0 đến 1. À, như vậy thì một vấn đề mà đặt ra của chúng ta như thế này. Vậy thì nó có liên tục bên phải tại 0 hay không? Hoặc và nó có liên tục bên trái tại 1 hay không? Thế thì bằng cách chúng ta đi xét từng cái giới hạn phải tại 0 và trái tại 1 như sau. Ở chúng ta có được lim của f khi x tiến đến 0 cộng của fx. X tiến đến 0 cộng tức là nó không có bằng 0, tức là nó lấy cái giá trị này. Tức là nó mang cái biểu thức x log neighbor của x chia cho 1 trừ x. À, như vậy thì nó bằng lim khi x tiến đến 0 cộng của x log neighbor x chia cho 1 trừ x. Thế bây giờ chúng ta nhận xét như sau. Khi x tiến đến 0 thì cái mẫu số của chúng ta tiến đến 1. À, nó không phải là cái vô định ở dưới mẫu nhé. 1 trừ x tiến đến 1, mẫu số. Nhưng mà x tiến đến 0 các em quan sát trên tử. Tử thì chỗ x này của chúng ta tiến đến 0. Còn cái log neighbor x này của chúng ta tiến đến vô cực. Như vậy thì giới hạn này của chúng ta nó mang cái dạng vô định là 0 nhân cho vô cực. Mà 0 nhân cho vô cực thì chúng ta không dùng được quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital của chúng ta nó chỉ đúng đối với cái dạng vô định 0 trên 0 và vô cực chia vô cực. Đồng thời cái giới hạn F phép chia G phép nó phải tồn tại hữu hạn. À, cho nên bây giờ đối với cái giới hạn này chúng ta sẽ cố đưa nó về cái dạng
vô cực chia vô cực hoặc không chia không như sau. Thầy biến đổi tiếp theo bằng lim khi x tiến đến không cộng của log x ở trên tử, thầy viết lại ở đây. Còn cái x ở trên tử này thì thầy bây giờ đưa xuống mẫu, thì lúc này ở mẫu chúng ta sẽ còn lại cái này, 1 chia x rồi trừ cho x chia x thì nó còn lại là 1. Đúng chưa nào? Và chúng ta quan sát thì khi x tiến đến 0 thì trên tử của chúng ta bây giờ là tiến đến vô cực. Và dưới mẫu của chúng ta bây giờ cũng tiến tới vô cực. Như vậy nó có dạng vô định, vô cực, chia vô cực, cho nên chúng ta dùng được quy tắc L'Hôpital như sau. Nó bằng lim khi x tiến đến 0 cộng của trên tử nhé. Đạo hàm của log Nernbeer x bằng 1 chia x. Thế còn đạo hàm của mẫu nhé. Đạo hàm của 1 trên x bằng trừ 1 chia cho x bình phương. Đạo hàm của 1 bằng 0 rồi. À, như vậy thì ở đây chúng ta đơn giản bớt đi. Thì nó còn lại là lim khi x tiến đến 0 cộng. Đơn giản đi thì trong này nó còn lại là trừ x thôi. Và khi x tiến đến 0 thì nó hết còn dạng vô định rồi. Và ở đây thì chúng ta thấy nó bằng 0. Mà cái số 0 này này thì chúng ta thấy nó lại chính là giá trị của hàm số f tại x bằng 0. Như vậy nó chính là bằng f0. À, như vậy thì chúng ta thu được một cái kết quả như sau. Lim của fx khi x tiến đến 0 cộng bằng f0. Do vậy mà hàm f của chúng ta nó liên tục bên phải tại x0 bằng 0. À, chúng ta qua cái trang mới nhé. À, chúng ta vừa mới đạt được cái kết quả này. À, như vậy thì bây giờ chúng ta còn lại một chuyện nữa, là chúng ta xem thử có nó có liên tục bên tay trái tại 1 hay không. Bằng cách chúng ta lại tiếp tục đi tìm lim của fx khi x tiến đến 0, tiến đến 1 trừ, tức là tiến đến bên trái. Thì như vậy nó bằng lim khi x tiến đến 1 trừ của x log Nernbeer x chia cho 1 trừ x. Thế thì bây giờ x tiến đến 1 trừ thì mẫu số của chúng ta tiến đến 0. 1 trừ cho 1 bằng 0. X tiến đến 1 thì cái x này dần đến 1. Còn cái log Nernbeer x thì nó lại tiến đến 0. Như vậy giới hạn này của chúng ta nó mang dạng vô định là 0 chia 0. Do thế chúng ta có thể dùng quy tắc L'Hôpital ở đây. Vậy thì nó bằng lim khi x tiến đến 1 trừ của, chúng ta lấy đạo hàm của tử có dạng là U nhân V. Như vậy đạo hàm bằng u phẩy là đạo hàm của x bằng 1. Vậy ở đây chúng ta còn lại là log Nernbeer của x. Rồi cộng cho v phẩy của chúng ta là đạo hàm của log Nernbeer x. Thì nó bằng 1 chia x. Nhân u là x, x nhân 1 chia x thì nó bằng 1. Chia cho đạo hàm của mẫu 1 trừ x đạo hàm bằng trừ 1. Vậy thì khi x tiến đến 1 nó không còn là dạng vô định nữa. X tiến đến 1 thì ta biết rằng log Nernbeer của x dần đến 0. Như vậy còn lại ở đây 1 chia trừ 1 thì nó bằng trừ 1. Mà trừ 1 thì chúng ta quan sát lại cái đề bài thì chúng ta thấy nó chính là cái giá trị của hàm số f tại x bằng 1. Như vậy trừ 1 của chúng ta chính là f1. Như vậy thì tóm lại ta có cái gì? Lim của fx khi x tiến đến 1 bằng f1. Do vậy mà f của chúng ta cũng liên tục bên trái tại 1. Do vậy mà chúng ta có được điều sau đây này. Hàm số f liên tục trên khoảng 0, 1, rồi liên tục bên phải tại 0, rồi liên tục bên trái tại 1. Do thế mà ta kết luận được f của chúng ta liên tục toàn bộ trên cái đoạn từ 0 đến 1. Mà liên tục trên đoạn từ 0 đến 1 thì chắc chắn rằng f của chúng ta khả tích trên cái đoạn đó. À, như vậy thì và qua cái ví dụ số 3 thì chúng ta thấy được cái điều kiện khả tích của một cái hàm. Thường thì chúng ta dùng cái tính chất liên tục để nhận biết được sự khả tích của nó. Bây giờ thì chúng ta lại xem tiếp một cái ứng dụng nữa của cái tích phân xác định của chúng ta. Đó là thầy muốn trình bày cho các em về cái đạo hàm dưới dấu tích phân. Ở đây thì chúng ta chỉ nói lý thuyết thôi. Rồi trong lý thuyết này thì chúng ta ghi nhớ để sắp tới chúng ta có thêm một số những cái bài tập cho những cái chương đằng sau. Đó là bây giờ người ta cho chúng ta, giả thiết cho chúng ta
hàm số f liên tục trên cái đoạn AB, thì khi đó cái hàm số đặt là gx nó là tích phân đi từ a đến x. Xin lưu ý rằng cái x này của chúng ta là nó thuộc vào cái đoạn từ a đến b, thuộc vào cái khoảng từ a đến b cũng được. Như của ft dt thì cái hàm gx này này, cái hàm gx này nó là nguyên hàm của cái hàm f nhỏ x trên cái đoạn từ a đến b. Thế thì ở đây thầy đặc biệt chú ý với các em điều này này. Cái cận ở dưới nó là hằng số, nó là a, nó là cái đoạn này, này, đoạn từ a đến b thì nó là a ở đây này. Còn cái x này này nó là biến số, cái x này nó là cái biến số của cái hàm gx này này. Đó. Thì lúc đó cái gx này của chúng ta nó là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Và thật sự ra thì cái tính chất này chứng minh không khó, chúng ta dùng hoàn toàn bằng cái ý nghĩa nguyên hàm chúng ta làm được ngay. Cho nên ở đây thầy không chứng minh mà thầy cũng không làm, nó như là một cái bài tập nhanh nhỏ để chúng ta chứng minh cái này thôi. Và ở đây thì chúng ta chú ý một chút, ở đây là thầy dùng bằng lời, nhìn thì nó khó thấy hơn. Thế bây giờ nếu mà chúng ta ký hiệu một chút, g của chúng ta là nguyên hàm của f nhỏ, g là nguyên hàm của f nhỏ nghĩa là gì? Nghĩa là đạo hàm của g nó sẽ phải bằng cái gì? Bằng f nhỏ x với mọi x thuộc khoảng AB. G là nguyên hàm của f nhỏ thì đương nhiên đạo hàm của g phải bằng f. Mà viết như thế này nhiều khi vẫn còn khó thấy, thầy viết lại một chút nữa các em dễ thấy hơn. Như vậy thì đạo hàm của ai? G của chúng ta nó chính là tích phân đi từ a đến x của ft dt. Vậy thì cái đạo hàm của tích phân đi từ a đến x của ft dt nó chính là bằng fx. Và một lần nữa chúng ta thấy cái chữ x này này nó nằm ở trên này, đó, x là biến số này, còn cái a này của chúng ta nó là hằng số nha. Rồi bây giờ thì chúng ta có một số những cái chú ý sau đây. Như vậy thì ở đây chúng ta không phải lúc nào cái cận của nó cũng thế. Thầy lấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như gx của chúng ta bây giờ nó là tích phân cận đi từ a, nhưng mà cận trên không phải là x mà nó là một cái hàm phi x nào đó, thì lúc này cái g đạo hàm của nó là gì? Thì lúc này chúng ta sẽ tính như là đạo hàm của hàm số hợp vậy, tức là ta có được đạo hàm của g x nó sẽ bằng f của phi x nhân tiếp cho phi phẩy x. Tức là cái phi x này đóng vai trò như là chữ x, thì ở đây nó là fx, thì bây giờ ta thay nó là phi x, rồi sau đó nhân tiếp cho phi phẩy x nữa. Thế rồi bây giờ nếu như gx của chúng ta bây giờ nó là tích phân không phải cận đi từ a nữa, mà bây giờ ví dụ là đi từ phi 1x cho đến phi 2x là hai cái hàm theo biến x của ft dt, thì lúc này cái g phẩy t của chúng ta, cái g phẩy x của chúng ta nó sẽ bằng cái gì? Thế bây giờ các em để ý, nó giống như cái việc mà chúng ta thay cận vào đó. Cái cận ở trên rồi thế vào trừ cho cái cận ở dưới thế vào. Thế thì lúc này nó sẽ bằng f của phi 2x nhân cho phi phẩy 2x, rồi trừ cho f của phi 1x nhân cho phi 1 phẩy x. Thế thì bài học hôm nay thì thầy muốn chỉ dừng lại ở cái lý thuyết đạo hàm dưới dấu tích phân cho chúng ta nắm. Thế để bài học sau thì chúng ta sẽ thực tập trên cái nền bài học ngày hôm nay trong cái lý thuyết đạo hàm của tích phân. Thế thì hôm nay thì chúng ta học được lại một lần nữa về cái cách thức tính tích phân bằng định nghĩa. Rồi chúng ta xét đến một số những cái điều kiện khả tích của một hàm và giới thiệu cho các em một chút về cái cách thức tính đạo hàm dưới dấu tích phân như thế nào. Thì bây giờ thì bài học chúng ta đến đây thì chấm dứt rồi. Thầy